Rồi, shop đồ kênh 7 xin chào cả anh em nha. Hôm nay là ngày 28 tháng 3, em sẽ lên kỳ là kỳ 86 nha anh em. Kỳ 86 này á là chủ yếu là em lên là nè, bữa nay thì lên có cần lua ha. Nè, kỳ này là mới về cần lua với cần rút carbon 2 4 6 cây, 6 cây rút carbon ngắn. Với lại hôm nay được có một cây ISO và một cây súp. Đấy, với 2 4 6 cây cần lua ha. Đó, hôm nay được 6 cây cần lua về. À, cần lua thì bữa nay chọn lên chọn cho anh em 6 cây trước, 6 cây giá rẻ trước. Đó, còn cần giá cao á em lên kỳ sau. Đấy. Bữa máy thì bữa nay thì bữa nay lên máy cặp cho anh em khá là nhiều ha. 2 4 6 8 cặp, 8 cặp máy da ben luôn. Đó, 8 cặp máy cái máy Nhật luôn. Đấy, size từ 3.000 đến 7.000 ha. Xài từ 3.000 đến 7.000 nè. Nó cặp nè, cặp 6-7.000 không nè. Nó bữa nay 3 con luôn. Đấy, đây cặp nè. Nói chung là bữa nay là chủ yếu là Shimano nhiều ha. Bữa nay là đánh Shimano, là cho anh em chơi Shimano nhiều. Đó, đây ở trên đó Shimano. Đấy, dưới dàn trên thì máy sách tay nha anh em. Đó, dàn trên thì máy sách tay. Đấy, Biometer. Con gì còn nhỏ xíu á, Daiwa hai con kit. Rồi, ok nha. Phí ship mặc định á thì là máy 30k, cần là 40k. Anh em nào chốt hai đơn em sẽ re ship cho anh em. Anh em nào mà có nhắn tin á để đặt máy hay đặt cần em chưa trả kịp á thì thông cảm em ha. Có gì kỳ này anh em lên xem anh em coi nha anh em. Đấy. Rồi, anh em nào chốt á thì chốt hàng á thì mình gọi điện trực tiếp ha, nhắn tin dưới nhắn tin vô Messenger, nhắn tin vô số điện thoại của em, hoặc bình luận dưới đây, bình luận nhớ ghi số điện thoại nha. Dưới lại có Zalo á, em có ghi Zalo trên góc bên này nè. Anh em nhớ coi theo số đó, mời các bạn Zalo với em. Rồi, lên nha anh em. Đó, kỳ này nói chung máy thì không được sáng như kỳ trước, nhưng mà giá thì nó rẻ. Đấy. Rồi, lên cần trước ha, em qua bên cần. Đây. Rồi, đầu tiên là một bữa nay có cái cần súp nha anh em. Anh em lấy nhanh thì còn ha. Đây. Một cây súp. Cây súp súp Leader FV 405 DXT. Cây này hàng Indo nha anh em. Cây này Shimano hàng Indo xuất Nhật nha. Đây, tem vàng đây. Đó, hàng Indo xuất Nhật. Cây này bass là Fuji Stainless, đó bass là thép không rỉ. Cây này độ cứng tương đương là tầm 30 nha anh em. Cứng tầm 30. Đây, khoen bass Fuji hoàn chỉnh hết nha. Cần còn khá là đẹp nha anh em. Nó cần còn khá là đẹp. Nè, đây cho anh em coi cần nè. Nó cần còn khá là sáng nha. Rút cho anh em coi hết. Rồi, sáng răng nè ha. Carbon sáng răng. Đấy. Ha, còn khá là đẹp ha. Đây, bass đây. Đây, nó. À ha. Đây. Đó. Đây, độ cứng tương đương là 30 nha anh em. Rất cứng. Đó, cho anh em đánh lục ha. Đây. Rồi, cây này dài là 4m5 nha anh em. Dài 4m5. 4m5 DXT. Đó, rồi cây này mã số 1 nha anh em. Mã số 1. Mã số 1 này để cho anh em giá 2,5 triệu thôi. Nó giảm giá cho anh em chơi ha. Đó, cây số 1 2,5 triệu nha anh em. Đó, cây số 1. Rồi, cây số 2. Cây số 2 là một cây cần, một cây Daiwa ha, Daiwa Japan. Một cây Daiwa, cây ISO phen chung nha. Không phải to đâu, phen là phen chung mà. Không to mà cũng không nhỏ ha. Không to cũng không nhỏ. Đây. 2 4 6 8 10 11 phen ha. Một cây ISO phen chung. Cây này thì nó có nước dòng phen nhẹ đây ha, nhưng mà không sao nha, không có liên quan gì đến cần đâu, không ảnh hưởng gì ha anh em. Tại vì nó có hai dòng, nước nhẹ dòng này thôi. Đó, hàng có sao nói vậy ha. Đó, còn khá là đẹp ha. Đây. Cây này carbon 2 da ha anh em. Cây này cứng 5 dài 5m4, ISO phen lớn. Đây, đọc số 5, rod carbon. Cứng 5 dài 5m4. Cây này của hàng Daiwa Japan nha. Nè, cần nè, khối trên tím rất đẹp, 2 da ha. Cây này 2 da nè. 2 da nổi luôn nha anh em. Đây. Cây này 2 da sắn mà sắn ít nổi luôn ha, ít nổi luôn. Nè. Đó, nổi cộm luôn á. Đây. Đó.
nha. Cần còn rất là mới nha, độ mới cái cần này chơi 85% lên nha anh em. Rất là đẹp. Đấy. Đây nè, thấy không? Lóng nào cũng như lóng nấy nha. Giờ tới trên đây luôn nè, nổi nha, cộm luôn nha nè. Đọt đây. Đấy, đọt carbon sáng răng nè. Đó, thấy không? Đây. Cứng 5 nha anh em. Độ cứng 5 ha. Độ cứng 5 này tương đương với cần tay chắc là 6-7H quá. Đó. Rồi cây xô phen lớn nha. Hai da. Rồi cây này anh em nào lấy để anh em chịu 1,5 triệu thôi. Đó, cây này để anh em 1,5 triệu. Mã số là mã số 2 nha. Mã số 2. Mã số 3. Mã số 3 là một cây cần lua nha anh em. Cây lua đai qua. Đây, cây lua đai qua này xuất xuất Mỹ nha. Đó. Cây này hàng của ta quen ha, nhưng mà nó ta quen là xuất Mỹ là USA nè. Đó. Cây này lua máy ngang nha anh em. Lua máy ngang ha, cán cán bắn súng. Đó. Lua đấy máy ngang cán bắn súng. Cần còn rất là mới nha. Thông số của nó là lua 7 đến 21 gram ha. 7 đến 21 gram. Anh tranh là ML ha, cây này ML nha anh em. Đó, cây này dài 1m83 ha. 6 feet dài 1m83. Nó hai khúc. Nè, cây này thấy không? Khoen thì khoen cây này anh em có bán nhiều rồi ha. Anh em nhìn là biết rồi. Khoen là có lòng miếng nhôm inox ở trong. Đó, cây này anh em là trải cá đã lắm anh em. Nó quằn nguyên cây luôn á. Đó, cây này mã số 3 ha. Mã số 3 này để cho anh em 550 ha. Mã số 4. Đây, mã số 4 cũng là một cây cần cũng đai qua luôn, cũng y gan cây số 3 luôn, nhưng mà máy đứng nha. Đó, khoen cũng vậy luôn nha anh em. Đây, cũng giống luôn ha, cũng là 1m83 luôn. Thông số lua của cây này thì là nó là L nha anh em. Cây này L ha. Lua của nó là 4 đến 14 gram. Nó là L, nó cũng hàng xuất Mỹ luôn. Cây đai qua ha. Nè. À, coi carbon rất đẹp anh em. Đó. Rồi cây này cũng là giá là 550 luôn ha, mã số 4. Rồi, mã số 5. Mã số 5. Đây, mã số 5 cây này khoen ok, khoen có vẻ là to nè, nó chắc chắn nè ha. Đó, cây này khoen là khoen bát hãng nha anh em. Đó, khoen bát hãng. Đây, cả hay cả. Đó. Cây này Nhật nha anh em. Cây này nội địa Nhật. Dài là dài 1m8 ha, cây này dài 1m8. Cần nguyên bản. Đây. Rồi đây. Rồi cây này là không có thông số lua nha anh em. Nhưng mà cây này đọt tầm khoảng cỡ là đọt cây này tầm khoảng M anh em. Cây này M, đọt M. Rồi, cây này là mã số 5 ha. Mã số 5 cũng giờ 550 nha. Đồng giá cho anh em chơi. Cây số 6. Đây cây số 6 một cái lua bắn súng carbon rất đẹp ha. Đây, cây số 6 cũng là một cây lua bắn súng. Này có quả tiết nè. Quả tiết nè. Này, carbon ha, carbon sáng răng nè. Đó, carbon sáng răng nguyên cây luôn nè ha. Đấy, carbon sáng răng. Khoen bát ốc, khoen bát Fuji nha nè. Cây này khoen bát Fuji nha. Khoen bát Fuji. Khoen đời 3. Khoen đời 3 là khoen xích nha. Khoen đời 3 là khoen Fuji xích. Đó. Khoen kia là khoen bát Fuji hết nha anh nè. Rồi, cây này là mã số 2456 nè. À, quên nữa, có thông số không? Cây này nó bay thông số hết trơn rồi. Cây này nó bay thông số hết rồi. Đọt cây này là tầm khoảng cỡ ML, M anh em. M đến ML ha. Cũng khá là cứng đó. Rồi cây này mã số 6 nha, cũng là cây số 6. Cây số 6 này nhìn nó hơi chốc lốc keo này ở dưới đây nè, nên để cho anh em giá 500k thôi. Số 6 là 500 ha anh em. Rồi số 7. Đây chú 7 một cây màu đỏ, cán đỏ luôn, rất đẹp ha. Đây. Cây này cũng chắc là Nhật luôn nha anh em, tiếng Nhật luôn nè. Đây. Đó, cây này dài 1m8 luôn nha. Cây này dài 1m8. Đấy. Dài 1m8, cần nguyên bản nha. Đó, đọt cây này tầm khoảng cỡ là ML nha anh em. Cây này đọt là MML ha. Cây đọt ML. Đó. Rồi, cây này là mã số 8 ha. 7 hay 5, cây này mã số 7.
nha, cây mã số 7 cần màu đỏ nha. Đó. Khoen bát là khoen bát thường nha. Đó, khoen bát là khoen bát hãng. Cây này là cây số 7, cũng rẻ cho anh em, giá là 550 luôn nha. Đây cây số 8. Ở cây số 7 này dài 1m8 luôn nha anh em. Cây số 6 cũng dài 1m8 luôn ha. Nè. Mấy cây trước là dài 1m8 hết nha anh em. Rồi cây này là dài như là 2m4 nha. Cây này 2m4 nè. Một cây khoen bát Fuji nè. Đó, chữ Fuji nè ha. Đó, cây này cây cần Tiga nha anh em. Cây này hiệu Tiga. Đó, Tiga nè. Đó. Thấy không? Đây. Cây này có thông số lô đây, 3/16 đến 1 OZ nè. Cây này tải 4 đến 12 LB ha anh em. Hiệu là Tiga. Cần cũng khá là đẹp á. Zero gì nè. Đấy. Cây này thì nó là khoen bát, là khoen bát hãng nha anh em. Cây này cũng là khoen bát hãng luôn ha. Cây này độ dài nhưng mà nó cái khoen của nó là hơi chốc keo nha. Đây khoen của nó hơi chốc keo, anh em nhìn kỹ hay chốt nha anh em. Nha, nó hơi chốc keo nè. Nó mấy cái khoen thì nói chung hoàn chỉnh hết, không có bị gãy hay bị gì hết, nhưng mà cái khoen thì nó có hơi chốc keo nhẹ, nó hơi chốc lốp keo. Anh em về lấy keo AB anh em đổ lại ha. Đó, anh em nào biết làm thì lấy keo AB đổ lại nha. Nói chung hoàn thiện hết. Rồi, cây này cũng vẫn để cho anh em dài 2m4 nha. Cây này 2m4. Cái bát cái cán rất là đẹp ha, dài 2m4 cũng vẫn để cho anh em giá 550 luôn. Đó. Rồi, cây mã số 8 nha. Mã số 8 cũng là 250 luôn nha anh em. Đó, mã số 8, hơi lộn, mã số 8 là 550 luôn ha. Đó, mã số 8, mã số 9. Đây, tới mấy cây cần rút nhỏ, rút carbon nè, rút ngắn nè. Rồi, cây số 9. Cây số 9 này thu gọn lại 2 4 cây số 9 này thu gọn lại 55 cm nha. Cây số 9 này thu gọn 55 cm nè. Khoen nè, khoen cong rất đẹp ha. Đó, cần là carbon nha anh em. Cây này độ dài của nó là nhiêu? Cây này dài 27 nha. Cây này carbon nha anh em. Nó cây này có đi để chữ carbon nè. Nó cây này nè là marine gì đó. Cây Osmond gì đó. 22 27. Cây này thì nó là khoen bát, là khoen bát cặn hay bát hãng nha. Nó khoen bát theo cặn hãng nè. Bộ khoen còn đẹp ha. Có bị đóng nước muối nha. Đó, đóng diêu xanh. Đó. Anh em về vệ sinh lại ha. Nè, khoen, bộ khoen nè, còn rất đẹp ha. Đó, có lồng sứ ở trong ha. Đó. Đây, cho anh em coi bộ khoen. Coi. Đây, cặn thì dài 2m7 nha anh em. Carbon dài 2m7. Đây, còn gắt mới nha. Cần còn gắt mới. Đó. Cây này đọt thì nó phối nha. Cây này đọt phối phối màu bạc nha anh em. Cây này đọt phối màu bạc nha. Nè. Đó. Phối màu bạc. Đây cần nguyên bản là vậy ha, chứ không phải là em làm gì đâu. Về là sao để em để vậy ha. Đó. Rồi, cứng luôn nó. Cây này cứng tương đương là cây này cứng, đây coi độ cứng cái này. Cây này cứng cho đường 20 nha anh em, 20 đến 30 ha. Đó, cây này cứng 20 đến 30. Rất nảy ha. Rồi cây này mã số 9 nha anh em. Mã số 9 này để cho anh em giá là 600k ha. Mã số 9 600k. Mã số 10. Đây, mã số 10 một cây cần cũng khá là đẹp ha. Đó, cây này cái cán nè, anh em nhìn cái cán nè. Cây này chắc lưu quá. Cây này cứng 30 và 2m4. Nó cứng 30 và 2m4 ha. Cây này. Đó, đây. Cần carbon luôn nha anh em. Đây, cái bộ khoen nè. Bộ khoen rất là đẹp ha anh em. Đó, bộ khoen rất là đẹp. Cứng 30 và 2m4. Đó, thấy không? Cần đỏ. Đó, ngọn là khói trắng ha. Đó, ngọn khói trắng, cứng 30 và 2m4. Đó. Đây, cái cần này carbon nha anh em. Nha, khoen bát theo cần ha. Nói chung rồi, cây này là mã số 10 ha. Mã số 10 cũng vẫn để cho anh em giá 600k luôn. Đó, tới mã 11. Đây, mã 11 một cây cán gỗ ha. Đó, anh em nào thích cán gỗ thì nên lấy cây này ha. Cây này khá là đẹp ha. 11 nè. Carbon nè, nó anh em thấy carbon sáng không? Đó. Đây nè. Đây, cây này hàng Korea anh em, hàng Korea xuất Nhật ha. Cây này dài 1m8 nha anh em. 5 khúc. Đó, 1m8, 5 khúc. Đó, đây. Này, dưới đây là phối trắng rồi ha. Cần nguyên bản nha anh em.
Đó, khoen nè. Bộ khoen rất là đẹp ha. Đấy, cặn carbon nè, thấy không? Rồi, ok, cây này là mã dài 1m8 ha. Cây này anh em có thể đánh lua được nha nè. Đó. Cây này tương đương tắc tầm ML. Rồi cây này là mã số 11 nha anh em. Rồi cây này mã số 11 ha. Mã số 11 này để cho anh em giá là 700k ha. Mã số 11 là 700k nha anh em. Mã số 11 là 700k ha. Mã số 12. Đây, mã số 12 luôn cũng là một cây cặn carbon nữa nè, sấn găng nè. Khá là đẹp ha. Khoen nè. Khoen phối màu xanh luôn ha. Đó, một cây cặn carbon ha. Bát ở bát thường nha anh em, bát ở bát bát theo cặn ha. Đây, cây này. Cây này Zalo Spec 1.8 rồi mà đến cây này hàng của Koya ha. Cây hàng Koya xuất nhập nha anh em. Nè, carbon nè. Đó, cây này màu xanh ngọc ha. Màu xanh ngọc. Đó, carbon sáng răng nè, cộm cộm luôn á, nổi cộm luôn á, nguyên cây cặn luôn ha. Đây đọt là khối trắng nha. Đó, cây này độ cứng tầm cũng khoảng 30 nha anh em. Cây này cứng tầm 25-30 ha. Đó, cây này đọt khá cứng. Đó, rồi cây là mã số 12 nha anh em. Mã số 12 này để cho anh em nhiêu? Mã số 12 này để cho anh em giá 650 ha. Đó, 12 650. Rồi cây 13 này mới đọc nè. Nè. Cây 13 này cái bát nè, anh em thấy cái bát chưa? Đó, bát này anh em đã rút đút vô, anh em đút cái bát nó vô đây, anh em đẩy lên là cứng ngắc ha. Để em làm cho anh em coi. Đây. Nè. Đó, đút đút sâu vô. Đây. Đẩy lên. Rồi, cứng ngắc ha. Đó, thấy không? Bát độ luôn. Thấy không? Cây này hiếm nha. Đó, nè, cứng ngắc luôn ha. Đấy. Rất là ok. Mở bát rút ra cây xong. Rồi. Đây, bát xong ha, bát cán bằng nha, cán gỗ ha. Đây, cây này một cây cần lưu ha anh em. Nó là cần lưu ha, phen bát Fuji nha. Cây này thái thai bu nha. Cây này thái thai bu, anh em nào không thích bu này thì về mua bu chống sắn đóng vô. Đấy là xong. Đây. Cây này dài 1m6 nha anh em. Cây này dài 1m6 ha, 1m65 á, tầm 1m65. Đây thông số của nó đây. Nè, cây cần carbon xanh ngọc rất là đẹp luôn. Cây này hàng Korea nha. Cây này cây lua nha anh em. Cây này một cây lua rút nha, dài 1m6 đến 65 hay gì á. Thì cây này nó là hàng máy in Korea nè. Nó thông số lua của nó là 4 đến 12 gram. Tải là 4 đến 10 GLB ha. Đấy, spin shutter. Alpha tắc cồ. Đó, giọng của alpha tắc cồ ha. Đây. Rất là đẹp ha. Đó. Thấy không? Đây. Khá là nảy nha. Cây này khá là nảy luôn á. Tương đương là tầm M nha anh em. M ML ha. Cái này đọt là tầm M đó. Đó. À ha. Cái này không M đâu, tầm phân ML đó anh em. ML ha. Khá là nảy. Cần khá là nảy luôn. Đó, anh em lấy nhanh thì cây còn ha, cây này ha. Rồi cây này là giá của nó là 700k nha anh em. Cây này là 700k ha. Mã số là mã số 13. 700k. Đó, rồi lên máy nha anh em. Máy. Máy bữa nay là chủ yếu là cặp là nhiều thôi. Qua máy. Đây, để đây cho anh em dễ thấy. Rồi. Mã số 14, cặp máy số 14. Máy số 14 thì cặp này là một cặp hàng Japan ha. Ryobi Japan. Con này là 2500B, size tương đương nó tầm khoảng 3000 ha. Con này size tương đương là 3000. Nè. Thông số cước nè, cước số 3 tầm 4000 luôn á. Con này á, nếu mà tính theo thông số cước là con này 4000, tính theo mà số vô dây nè, nhưng mà con này tầm 3000 thôi. Nó cước số 3 vào 290m, cước số 4 vào 210m, cước số 5 vào 160m. Đó. Con này vô khá nhiều cước nha. Máy rất là mượt nha anh em. Con này còn khá đẹp. Máy nè. Anh em mà chơi cái dòng Ryobi này rồi anh em rất là thích. Nó mượt mà nó nhẹ nữa. Nè, đổi tay trái phải mua bị sống nha. Nè, nó mượt mà nó nhẹ nữa. Quay nó nhẹ hiu luôn. Nè, tiếng vang nó đã nữa. Anh nói chung mà rất nhiều anh em thích cái loại này. Rồi, cặp này là mã số 14 nha. Cặp máy 14 này là 550 nha anh em. Hàng Japan ha. Cặp số 15.
Cặp số 15 là một con, cũng là một con Ryobi nữa nè. Một con Ryobi BX01 size tương đương là 4.000. Con này size tương đương là 4.000 ha. Đó. Con này size tương đương là 4.000, còn cuộn dây này còn mới nha, anh em về câu được nha, bình thường. Chân dây thì còn mới luôn nè. Đó. Con này là hàng Japan luôn nha. Đó, con này hàng Japan luôn nha anh em. Đó. Nè, đây. Nè. Máy quay rất là nhẹ luôn, đổi tay trái phải nha. Size tương đương là 4.000, máy quay rất là nhẹ. Nè. Nhẹ đầm, không vừa lắc gì luôn. Đây con này cũng vậy, con này là con này khá đẹp ha, con thứ hai nè. Con này con tay vô anh em, tay vô 250, con này size tương đương cũng là 4.000 luôn. Tiếng vang nè, anh em coi nghe tiếng vang nó này mê liền. Đó. Đó. Tiếng vang rất là đã. Con này khá là mới nha. Con này khá là mới, mới trên 85%. Con này size cũng là 4.000 luôn nha anh em. Đó. Máy quay một nha, không vô lắc gì luôn. Đó. Rất là một. Rồi cặp này là mã số 15 ha. Cặp mã 15 này là để cho anh em giá 600k ha. Cặp 15 là 600k. Cặp 16. Đây, cặp 16 anh em nào thích máy bự thì cặp 16 ha. Cặp 16 là hai cặp Shimano nha anh em, hai con máy Shimano. Shimano MIGZ0. Đó, hai con MIGZ0. Con này thì là đầy đủ tem ha. Con này mắc một tem nha anh em. Con bên đây mắc một tem, nhưng con hai con mượt như nhau. Hai con máy mượt như nhau, đổi tay trái phải mua bên sống nha. Đổi tay trái phải mua bên sống. Hai con này thì lưỡi gà nó mắc tiếng kêu lưỡi gà ha. Anh em về làm lại ha anh em. Đó, thằng có Sam nói vậy ha. Đó, lưỡi gà làm dễ lắm nè. Đó. Đó. Ha. Đây. Hai con máy size tương đương của hai con máy này là size hình như là size 6.000 á. Con này size là 6.000 ha. 6 đến 7.000 nha anh em. Hai con này size 7.000 nữa. Theo Shimano thì cước số 7 vào 160mm là size 7.000 rồi đó. Đó, con này size là 7.000 đó, cặp này nè. Cặp này size 7.000 nè. Đó. Máy khá là mượt ha. Đây không vừa lắc luôn. Nè. Mượt không vừa lắc nha anh em. Đó, rồi, cặp này là mã số 16 ha. Cặp mã 16 này để anh em nhiêu, để cho anh em giá 750 thôi. Nó cặp 16 này để anh em 750 ha. Hai con máy xe 7.000. Hàng Japan hết nha anh em. Shimano Japan ha. Rồi, cặp 17 ba con ha. Đó, bữa nay chơi ba con với anh em luôn. Ba con máy xe 5.000. Xe 4 đến 5.000 ha. Bây giờ xe 4 đến 5.000. Một con là có một con trà phải nha. Đó, đây, con này khá là mới nha nè. Con này con gì? Dorit gì nè. Đó. No 2. Nè, con này còn khá là mới nha, mắc bên tem bên đây thôi. Con này mới lắm. Con khá là mới, có là có carbon ha. Nè, phen dây còn ok nè. Đó, máy không vừa lắc luôn ha. Máy rất là mượt, không vừa lắc. Con thứ hai là một con Japan tiếp, là con này mắc in Japan nữa nè. Đó, con này là Olympic nha, Bower Changer gì đó, CG 9900. Con này size tương đương của nó là size 5.000 4.000 ha. Con này size 4.000, cước 4 dùng 160m, size 4.000, máy mượt nha. Đây, máy con này máy cũng khá là mượt. Nó phen ga dây con này nói trước nha, phen ga dây con này nó hơi bị tan nhẹ nha anh em. Phen ga dây con này hơi bị tan nhẹ ha. Anh em về chà lại là ok. Đó. Không có gì hết. Nói chung là con này tới con thứ ba. Con thứ ba là một con size tầm khoảng cỡ 5.000 ha. Con này size 5.000 nha anh em. Con này size 5.000, con Shimano. Con Shimano hàng của Korea ha. Con này của Korea. Hàng tay phải nha anh em. Con này tay phải. Đó, con này không đổi tay được ha. Hai con này thì đổi tay được. Hai con đầu này đổi tay được ha. Con ba này là không đổi tay ha. Con này tay phải nha anh em, mô bin sống nha. Đó, hàng Korea. Đó, máy quay rất là mượt luôn. Nói chung con nào cũng mượt hết. Đấy, rồi, ba con này để cho anh em nhiêu? Ba con này để cho anh em, cặp này để cho anh em giá 600k thôi. Mã số là mã số 14, 15, 16, 17 nha. Cặp 17 ba con này 600k ha, lấy nhanh thì còn nha anh em. Rồi, tới 18.
cặp 18. Vô 15 sao vậy, đúng rồi 18. 18 là một cặp này, hai con Shimano ha. Đó, một con là MIGZ 600, một con MIGZ 800. Máy còn khá là đẹp. Nè, con 600 này còn khá là đẹp ha. Đây, có xíu xét nhẹ ở đây thôi. Hàng Japan ha. Đó, Shimano Japan. Máy quay mượt nhẹ ha. Nè, khoen ở dây còn rất là sáng luôn. Mô bình sống nha. Con này mắc tia lửa gà ha. Đó, mô bình sống. Con này kìa, con này có kim loại nha, còn thân kim loại luôn nè. Đó, con này cũng khá là đẹp ha. Nó còn sáng nha, có xíu xét dưới đây thôi. Đó, mô bình sống luôn ha. Con này còn lửa gà kêu ha. Có là có kim loại luôn. Khá là sáng. Nè, khoen ở dây còn rất là đẹp luôn. Đó, máy rất là mượt nha. Quay không có tiếng kêu đậu, tiếng động luôn ha. Máy khá là mượt. Đó. Bữa nay lên máy là mượt mượt không nha anh em. Đấy, rồi, mã số là mã số 18 ha. Cặp 18 này để cho anh em nhiêu? Cặp 18 này để cho anh em giá là 650 ha. Cặp 18 này để 650 ha. Hai con máy này size 5000 nha anh em. Con này size 5000 ha. Con này như size 6000 quá. Con này size một con 5000, con 6000 ha. Con 600 này là 5000, con này là 6000 ha anh em. Con 800 này là 6000 ha. Con 5000, con 6000. Giá cặp 18 này 650. Cặp 19. Đây. Cặp 19. Cặp 19 là hai con máy Shimano luôn, MIGZ, còn một con này con 800 ha. Đây, MIGZ 800, con này còn khá là đẹp nè. Con này quá đẹp luôn. Có còn đẹp luôn ha. Nè, bên dây còn sáng bóng luôn. Dây còn ok luôn ha. Con này đẹp. Máy quay rất là mượt ha anh em. Đó, máy quay còn rất là mượt ha. Con này con thứ hai cũng là MIGZ 800 luôn. Hai con này giống nhau ha. Cối cũng còn đẹp ha. Con này cũng sáng như con kia ha. Đó. Cũng là mô binh sống luôn ha. Cái ngay dây còn đẹp luôn. Đó, máy quay cũng là một luôn nha anh em. Đó. Cũng rất là một luôn ha. Máy quay rất là một nha anh em. Hai con. Rồi, hai con này là size 5000 ha. Hai con này là size tương đương chắc 5000 quá. Đúng rồi anh em, con này size 5000 ha. Rồi hai con size 5000 này để cho anh em giá nhiêu? Cặp này khá là đẹp ha. Đó, khá đẹp và một luôn. Để cho anh em hai con này giá 700 ha. Nó size 5000 700k thôi. Mã số là mã số 19. Mã số 20. Mã số 20 là hai con Daiwa ha anh em. Nè, có còn đẹp luôn nè ha. Có còn đẹp, dây còn ok luôn, khuyên dây còn sáng luôn. Tăng hình thì con này nó có hơi xước nhẹ ha. Nè, con này có hơi xước nha nè. Anh em nhìn kỹ ha, chốt nha. Nè, nó có hơi xước nè. Nó chốc sơn thôi. Tay thì còn đẹp ha. Máy quay rất là nhẹ luôn. Đó, không có tiếng kêu lạ ha. Đó, máy quay rất nhẹ. Đó, tiếng gian còn luôn ha. Mô bình sống đôi tay trái phải ha. Con này size tương đương là 5000 nha anh em. Size tương đương cũng là 5000 luôn ha. Con này size tương đương là 5000 ha anh em. Nó cặp này size tương đương là 5000. Con này là Daiwa Sprinter. Con này Sprinter 1000, con này Sprinter là 950. Nó size tương đương cũng là 5000 luôn ha anh em. Con này size cũng là 5000 luôn ha. Có là có kim loại ha. Khuyên dây còn rất là ok. Tay quay rất là sáng luôn. Nó con máy có xuất sắc nha anh em. Máy có xuất sắc. Nhưng một thì có bàn rồi. Này, một thì có chê. Máy quay rất là một ha. Đó. Nè. Nó rất là một. Rồi, cặp này là mã số 20 ha. Cặp 20 này để nhiêu? Cặp 20 hai con máy size 5000 để cho anh em giá 550 luôn. Đó, cặp 20 550. Rồi, tới cặp 21. 21 này anh em nào lấy nhanh thì còn ha anh em. Đó, lấy nhanh thì còn ha. Hai con máy size, hai con máy Ryobi. Hai máy Ryobi size 7000. Cước xuống 7 dài vào 200m. Nè, Ryobi anh em biết rồi, nó máy nó rất là một luôn. Mô bình sống nè. Đó, thân kim loại nha. Cối là cối carbon ha. Đấy. Con này còn đủ tem luôn nè, có xước sát nha anh em. Nó có xước sát nha, có chốc sơn thôi. Nhưng máy rất là mượt nha. Dòng Ryobi nha anh em, nó chơi rồi thì biết. Nó mượt và nó nhẹ, nó đậm ha. Nó mượt và nó đậm lắm. Đấy, một con thứ hai mắc quên tem bên đây ha anh em. Nó bên cũng giống ha, cũng giống con đầu. Cũng là
than carbon có kim loại nó không quay rất là nhẹ luôn ha. Hàng giả ben nha anh em, hàng giả ben nha, bữa nay các cặp là giả ben hết nha anh em, cặp máy là hàng giả ben hết nha. Nè, đây máy giả ben ha, rồi cặp này size 7.000 nha anh em, nó cặp này size 7.000 để cho anh em giá là 770k ha, 770k size 7.000. Rồi lên máy lẻ nha anh em, lên máy lẻ cho anh em chơi nè. Máy lẻ đầu tiên là một con Shimano 2 lô. Con Shimano này có 2 lô ha. Con này có đôm cối vậy nè, cái này đã đôm cối nha, cho anh em vô ít dây á, cho anh em đỡ hao dây thôi. Con này size tương đương của nó là chắc là 6.000 quá. Để anh em để coi thông số dây nha nè. Con này size tương đương là 6.000 ha. Cước số 6 vào tầm 180m. Đó, con này Shimano, máy rất là nhẹ luôn. Con này là MIG20S Shimano ha. Đó, con này có trợ lực nha anh em. Con này dòng trợ lực ha. Đây. Đó, dòng trợ lực phen dây còn sáng luôn nè. Hàng da ben ha. Đó, hàng da ben. Có trợ lực 2 lô. Size là 6.000. Đó. Đây. Mô bên sống đổi tay trái phải nha, cái tay còn đẹp, tay có chữ Shimano luôn. Con này rất là mượt luôn anh em. Con này siêu mượt luôn á. Nè, mượt và nhẹ nữa. Đó. Con này mượt và nó nhẹ nữa. Thấy không? Quay nó nhẹ hiệu luôn nè. Cho anh em coi nè. Đó. 2 lô. Size 6.000, hàng da ben. Rồi con này để cho anh em giá nhiêu? Để cho anh em giá là 650k ha. Mã số là mã số 22. Đó, 22 này 2 lô để cho anh em 650 thôi. Đó. Có trợ lực luôn. Rồi tới mã số là mã số 23. Mã số 23 một con Olympic nè, con này con Olympic nó mượt nè, anh em thấy nó mượt không? Cái tiếng kêu nó đã không? Bữa nay xấu xấu nhưng mà được cái là nội công là thâm hậu. Rất là mượt. Nó hàng thì nó có hơi xấu nha, ngày trước nè. Nó có hơi chốc sơn thôi, đó. Con này là trên là chạy hai mặt đạn ha. Olympic DL. Con này chạy hai mặt đạn. Đó. Nè, ratio của nó là 456 nha anh em. Con này size tương đương của nó là size 5.000 ha. Con này size tương đương 5.000, mô bên sống đổi tay trái phải nha. Cái cối nè. Cái cối thì nó nhìn hơi cũ xíu nha. Nhưng mà nó ra dây tốt nha nè, không có bị chạy gì hết nha. Đây là dây nè, còn mới ha, xây luôn. Này bị đóng nước mặn thôi. Đấy. Hàng da ben ha. Nè, máy in da ben. Đúng là đúng gỗ nha anh em. Tay quay còn khá là mới. Đó. Olympic. Rồi, mã số là mã số 23 ha anh em. 23 này để cho anh em giá nhiêu? 23 này để cho anh em giá là 500k ha. 23 này 500k ha. Đó, quá là mượt luôn ha. 23. 24. 24 cũng là một con Olympic nữa. Đó, anh em nào kiếm cái gọi này hơi nhiều ha. Osbach V0 Olympic. Đó, con này thì con này size của nó chắc size 6.000 quá. Để em coi cái thông số của nó nè. Con này không có thông số gì ta. Con này ratio là 4.50 nha anh em. Con này ratio 4.50. Thông số của nó không có rồi. Không có gì. Con này size đưa tầm 6.000 nha anh em. Hàng máy Japan ha. Olympic Japan. Phen dây còn sáng luôn nè. Bóng xây luôn nha anh em. Đây, quay cho anh em coi con máy nè. Nó rất là mượt dầm ha. Mã số là mã số 24 nha anh em. Đó, mượt đầm. Con này có xuất sắc ha. Này có xuất sắc. Nó có xuất sắc ha. Anh em coi kỹ ha, chốt nha anh em. Có thì rất là đẹp rồi. Có thì rất là đẹp rồi. Máy rất là mượt. Bữa nay là chủ yếu máy là máy xấu nhưng mà rất là mượt nha anh em. Máy xấu nhưng mà mượt. Đấy, rồi con này. Con này để cho anh em giá nhiêu? 550 nha. Mã số là mã số 24 nha. 24 này để cho anh em 550 thôi. Mà size 6.000 ha. 25. Đây 25 cũng là một con Olympic nữa ha. Cũng là một con Olympic lăn C. Lăn C 200. Ratio là 4.56 nha. Con này có nhìn hơi xấu nha anh em. Con này nhìn hơi xấu, khoen thì nó ok rồi, mắc bên tem. Đó. Tổng thể nhìn nó chưa vệ sinh, nó xấu. Đó. À. Con này size tương đương của nó là size. Con này size của nó là size 5.000 nha anh em. Con này size 5.000 in Japan luôn. Olympic được cái xấu xấu như nhưng mà nó mượt. Nè,
quay nhẹ cái nó đi nè, đấy, không, đó, không, chung là nó không có lắc gì hết trơn á, đó. Được cái là vậy đó, hàng Olympic á, hàng Olympic kim loại á, không, quay nó nhẹ nó đầm, anh em cầm cái máy lên cho quay nó đều tay, đấy. Rồi con này là mã số, là mã số 20-25 ha, mã 25 này để cho anh em giá 370 thôi, xài tương đương là 5.000, để anh em 370 thôi, tại nhìn nó hơi xấu xíu, nó một kỳ nó khỏi chê rồi, anh em là không quan tâm cái độ xấu đẹp thì nên lấy con này ha, 370 thôi, bản số 25, bản số 26 nha anh em, đúng rồi, mã số 26 là một con máy mô bin chết ha, một con Shimano, Shimano hàng Japan ha, mô bin chết, nó con này mô bin chết ha, yeah. có nòng mô bin chết nha nè, con máy này khá to á, con Shimano này, máy này khá to, quay thì khá là mượt rồi, đó, nó mô bin chết, đây, đó, còn rất mới nha, mới tầm trên 85% á, rồi con này là mã số 26 nha, một con coi máy có nòng mô bin chết, đổi tay trái phải được nha anh em. Nó con này là thì để cho anh em giá 400k thôi. Đó, để cho anh em giá 400k ha. Con này size 5.000 ha. Rồi. Tới con số 27. Đây, lên 27. Lên hàng trên này mà hàng xách tay nè. 27. 27 thì con Shimano này anh em nhìn là anh em ghiền liền. Quá là đẹp rồi ha. Con này quá là đẹp luôn. Đấy. Cúp cho lật luôn ha nè, con này cho lật ha, nè, có cho lật nhựa luôn ha, nó có cái dòng cho lật luôn nè, đấy 27 nha, cho lật luôn, còn rất là ok, đó. Đây phen cả dây nè, sáng bóng luôn ha, con này có chung rất là mới nha nè. Con này trên 85% rồi. Đó, mới lắm. Mượt thì khỏi bàn luôn. Con này mượt khỏi chê luôn anh em nè. Đó, rất là mượt ha. Đấy, đổi tay trái phải mô bên sống nha anh em. Đổi tay trái phải mô bên sống nha. Còn rất là mới, Shimano của Japan ha. Dòng này nội địa ơi. Đấy, rồi con này là mã số 27 nha anh em. Mã số 27 này để cho anh em giá là 750 nha, lấy nhanh thì còn nha anh em. Size tương đương của nó là size, con này size tương đương là, con này size tương đương tầm khoảng cỡ là 7.000 nha anh em. Con này size tương đương là 7.000 á. Cước số 7 vô tầm khoảng cỡ 180m. Con này vừa cước số 7 vô 180m, size tương đương là 7.000 á. Máy rất là gọn ha. Đó. Rồi, mã số là mã số 27. 750. Mã số 28. 28 là một con máy Biometer 8000 ha. Hàng Japan nha anh em. Biometer 8000 Japan, phen dây bằng sứ luôn. Con này có cước dù luôn, một cuộn dù cho anh em luôn ha. Có một cuộn dù sẵn luôn, mô bin sống. Đó, mô bin sống. Máy còn khá là đẹp ha. Cái tay thì có chốc sơn nhẹ thôi. Và núm gỗ ha. Đây, thân máy còn rất là đẹp ha. Đây thân máy rất đẹp, con này chạy 4 mặt đạn nha nè. Đây 4 bring nè, con này chạy 4 mặt đạn Biometer 8000. Máy quay thì mượt cỏ chê, nó không có tiếng động lạ luôn ha. Đấy rồi con này để cho anh em giá nhiêu, con này xả cho anh em chơi ha. Con này để cho anh em giá 1.7 thôi. Mã số là mã số 28, 1.7 nha nè. Biometer 8000, nó hàng xách tay ha, 1.7. Rồi, con mã số 29. 29 là con gì? 29 này con nhỏ gọn nè, con này nhỏ, đẹp. Đó, con này hàng chắc hàng Korea nha nè, hàng Korea. Nó có là có kim loại nè. Con này là Jimini Spin 850. Con này lưu nông ha, cước vô ít nha, cho anh em đánh UL đồ đó. Đó, con này chạy 2 mặt đạn nha nè. Đó, hai chạy 2 mặt đạn, máy rất nhỏ tay quay nè. Tay quay kiểu ha, máy rất là mượt luôn, ABS nha nè, ABS đàng hoàng, nó ABS đàng hoàng ha, rất là im. Rồi con này là mã số, là mã số 29 nha nè, 29
mã số 29 này để cho anh em giá là 450 nha. Lấy nhanh thì còn nha anh em, 29 450 máy chưa? Nhỏ nha, nhỏ gọn nha. Đó anh em nhìn nha, size chắc tầm 800 đến 1000 thôi. Đó. Mã số 30. 30 thì là bữa nay được con Gigan nha, Gigan S 150A. Con này hàng Japan nha anh em. Đây mã in Japan luôn nha, chứ không phải Thái Lan đâu. Đó. Ngô bình sống nha, đổi tay trái phải luôn. Con này có ABS nha, ABS chống đau ngực nha nè. Size con này size tương đương tầm khoảng cỡ 2000 ha. Con này size 1500 luôn, đúng 1500 luôn á, không phải 2000 đâu. Con này size đúng 1500 luôn á, hàng Japan nha nè. Đó, rồi con này để cho anh em giá nhiêu? Con này để cho anh em giá là 600k ha. Mã số là mã số 30 ha. Mã số 30 này 600k nha anh em. Này. Cái này đánh dụ ha, cái dây bằng thao luôn để anh em đánh dụ. Rồi mã 30 600k, mã 31, 31 là một con kit nha, kit còn hộp luôn nha, con kit này full hộp luôn ha, đây kit full hộp có cái bao luôn, nó có cái vỏ, vỏ máy luôn, cái bao đựng máy luôn, đó, kit farm kit 2004 nha, con này là có nông ha nè, kit này có nông ha, thông số đó nó là PE đánh dù á, PE 0.6 vô 100m ha. Con này hàng Thái Lan nha nè, kit kit 2 kit 3000 đổ xuống là Thái Lan hết nha. Máy rất là mượt nè. Đó. ABS luôn nha, cho lực luôn. Con này có xước xác dưới đây nha anh em. Nè, có xước xác ha. Nè, con kit này có xước xác nè, đó ha. Có xước xác nhẹ ở đây thôi. Kit thì con nào cũng có cho lực hết trơn á. Con đai qua ha nè, kit kit đai qua kit. Đây. Đó, kit thì con nào nó cũng có trợ lực hết nha anh em. Đó, còn khá là mới nha. Con này hàng xách tay nha anh em. Rồi, con kit này là mã số 31 nha. Mã số 31. Kit này để cho anh em giá 1.7 nha anh em. Kit này 1.7 nha. Farm kit. Đó, farm kit 2004, con này size 2000 ha. Kit này size tương đương 2000 nha anh em. Nè, máy một nè. Đó. Rồi. Con hộp để cho anh em giá 1.7 ha. Rồi, tới con kit này có chưa sẵn cung dù luôn. Kit này có sẵn cung dù cho anh em luôn nè. Kit này cho anh em cung dù luôn. Con này nó bị sổ dây nha, để em lấy dây ra ha anh em. Con này dây nhiều quá nó bị sổ. Rồi xong tới đây đó. Đủ tiêu rồi. Tờ ở đây nè, nãy giờ. Rồi, đem quấn dây này lại nha. Con này nó bị sổ dây nhẹ. Em cắt dây luôn nha anh em. Dây này nhiều lắm nè. Đó, dây dù ha. Con dù này nhiều lắm nha anh em. Rồi ok xong. Để em quấn vô cái kia lại. Đây. Cái này nó vô dù nhiều quá trời nhiều rồi, bởi vì nó bị sổ ra. Đây, con này là farm kit ha. Con này thì cũng còn khá là mới thôi nè, con này bị xước nhẹ ở đây thôi. Đó, con này còn rất là đẹp luôn. Này. Cũng là con này thì kit Caria ha. Kit Caria 2004 cũng là lô 5 luôn nha anh em. Cũng là PE thông số nè, PE 0.6 vô 100m luôn ha. Đó. Máy hệ 1 nè. Đấy. Đó, nha. Cũng là 2000 luôn nha anh em. Đấy. Rất là mượt ha. ABS đàng hoàng ha anh em. Rồi, mã số là mã số 32 anh em. 32 này cũng để đồng giá cho anh em luôn 1.7 nha. 32 cũng là 1.7 luôn nha. Nó kit này Thái Lan nha anh em. Máy quỳ khá là mượt. Rồi. Chào anh em ha.